Cao cấp.vn giới thiệu các bạn chọn bộ linh kiện của điện thoại Sony T2 Ultra chính hãng từ di động cao cấp.vn. Trên tay mình đây là chọn bộ linh kiện của Sony T2 Ultra chính hãng đang được cung cấp từ di động cao cấp.vn. Khi khách hàng gặp có sự cố liên quan đến phần cứng cũng như phần mềm của điện thoại Sony T2 Ultra, khách hàng có thể qua cái địa chỉ của di động cao cấp.vn để được tư vấn hướng dẫn thay mới tất cả những linh phụ kiện liên quan đến điện thoại Sony T2 Ultra của quý khách hàng. Trên tay mình đây là xương của máy, main, pin, camera, màn hình, vỏ máy. Nói chung tất cả những linh phụ kiện liên quan đến điện thoại Sony T2 Ultra đều có sẵn tại di động cao cấp.vn. Mọi thông tin thêm về linh phụ kiện điện thoại Sony T2 Ultra, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc liên hệ đường dây nóng 04 66 75099 để được tư vấn hướng dẫn đến các linh phụ kiện mà quý khách hàng quan tâm. Di động cao cấp.vn địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa điện thoại Sony T2 Ultra hàng đầu hiện nay.